Xin chào quý vị đang xem video trên kênh YouTube NV Media. Lời nói đầu xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới quý vị. Chúc mạnh khỏe và bình an, vạn sự như ý. Chúc quý vị xem video có phút giây thư giãn. Cô dâu bị bán, nữ chính bị bắn trọng thương sau khi được gả bán cho nhà chồng. Thế giới điện ảnh, sau những diễn biến đầu tiên của phim Cô dâu bị bán, nữ chính Puvi đã biết bản thân cũng chung số phận với Suda và những cô dâu bị bán khác. Cô muốn giải thích chuyện này với trưởng làng Virendra. Tuy nhiên, cô đã không tìm thấy một cơ hội nào. Nhân lúc cùng trưởng làng đến nhà chồng của Suda dùng bữa, Puvi tuyên bố với bản thân sẽ tìm một lối thoát cho riêng mình. Cô không thể nào tiếp tục chấp nhận thân phận cô dâu bị gả bán. Đặc biệt là sau khi chứng kiến cô bạn thân tội nghiệp phải chịu biết bao uất ức tủi nhục nơi nhà chồng. Cơ hội để Puvi thực hiện ý định chuộc thân cuối cùng đã đến khi hay tin Virendra thông báo tuyển giáo viên dạy kèm cho hai con của ông. Không khỏi bất ngờ khi cầm trên tay hồ sơ xin việc của vợ mới, nhưng sau đó Virendra cũng kịp bình tĩnh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phu nhân trưởng làng. Bất chấp lời cảnh báo từ cha của bọn trẻ, Puvi vẫn quyết định sẽ nhận dạy kèm tụi nhỏ để lấy tiền chuộc thân. Bởi lẽ, cô không muốn tiếp tục trong thân phận rẻ rúng mà bản thân hoàn toàn không biết trước đó. Trước những lý lẽ đầy không khéo cùng nguyện vọng chính đáng của cô vợ trẻ, Virendra không còn cách nào ngoài việc chấp nhận yêu cầu của cô ấy kèm theo những lời cảnh báo nghiêm túc và đanh thép. Mặc dù đã lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra, nhưng Puvi hoàn toàn bất lực trước những trò chơi khăm có 102 của bọn trẻ. Nhìn bộ dạng thảm hại của Puvi, Virendra lần nữa khuyên cô nên bỏ cuộc. Thế nhưng, cô gái, cứng đầu, vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Hai đứa trẻ Yuhi và Manas đã dần dần xóa bỏ ác cảm đối với mẹ kế Puvi, nhất là sau vụ việc cô sẵn sàng đứng ra chịu phạt để cứu nguy cho con bé vì trót gây ra sai lầm nghiêm trọng. Trong thời gian chịu phạt, mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Puvi và Virendra bắt đầu được cải thiện. Cô từ một người chỉ biết im lặng và cam chịu đã có thể bày tỏ quan điểm, ước muốn của bản thân với người chồng băng giá. Chứng kiến cuộc hôn nhân sắp đặt đang có chiều hướng tốt lên, ông cậu Virendra vô cùng mừng rỡ và bắt đầu tự tin rằng sự lựa chọn của ông là sáng suốt. Chính vì điều đó ông ấy luôn tìm cách tạo cơ hội để cả hai càng xích lại gần nhau. Và ngày giỗ của Sasit, vợ cũ Virendra, chính là một trong những cơ hội tốt ấy. Đúng như mong muốn của ông cậu, Virendra miễn cưỡng ngồi cạnh Puvi để làm lễ tưởng nhớ người vợ quá cố. Thế nhưng, khi buổi lễ vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì biến cố đã xảy ra. Puvi đã bị mẹ chồng Suda trà trộn vào hàng ngũ khách mời bắn trọng thương. Virendra vì an nguy của vợ mới đành bỏ dở nghi thức tưởng nhớ người vợ cũ. Những ngày bất đắc dĩ phải kề cận chăm sóc Puvi, trái tim băng lạnh của trưởng làng dường như bớt đông cứng. Anh dần nhận ra cô vợ ngu ngốc được gả bán vào dinh thự cũng có không ít nét đáng yêu. Đặc biệt là sau khi cô ấy dám thẳng thắn đe dọa cả thầy hiệu trưởng để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hai đứa con nghịch ngợm của anh. Bằng sự thông minh vốn có và trái tim chân thành ấm áp, Puvi đã lần lượt xóa bỏ mọi ác cảm trong lòng cha con Virendra. Tuy nhiên, điều tưởng chừng tốt đẹp ấy lại liên tục đẩy cô vào rắc rối. Bởi lẽ, trong dinh thự vẫn có kẻ luôn tìm cách tống khứ nàng dâu bị gả bán. Phim Cô dâu bị bán, tên gốc Monkey, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm do Ấn Độ sản xuất vào năm 2020 và 2021. Phim lấy bối cảnh tại quận Ruri ở Haryana, với câu chuyện về phong tục mua cô dâu của Ấn Độ được gọi là Monkey Pratha, nơi những cô gái nghèo bị bán làm vợ cho những người đàn ông giàu có. Đây là một trong những bộ phim gây sốt tại thời điểm công chiếu, luôn đứng top 3 rating trong khung giờ phát sóng tại thị trường Ấn Độ. Ở Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên phim được chính thức ra mắt khán giả cả nước trên kênh THVL1. Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng tại Ấn Độ như Priyo Mahajan, vai Puvin, Ama Upahia, vai Virendra, Anshuka Sharma, Ritvik Gupta. Phim Cô dâu bị bán, Monkey thuộc thể loại tâm lý, tình cảm do Ấn Độ sản xuất vào năm 2020 và 2021. Phim lấy bối cảnh tại quận Ruri ở Haryana, với câu chuyện về phong tục mua cô dâu của Ấn Độ được gọi là Monkey Pratha, nơi những cô gái nghèo bị bán làm vợ cho những người đàn ông giàu có. Phim xoay quanh cuộc đời của Puvin là một cô gái 19 tuổi xinh đẹp. Dù gia đình nghèo túng nhưng rất ham học, cô bị người cha nghiện rượu bán về làm vợ của tù trưởng Virendra Pratap Singh. Virendra năm nay 42 tuổi, là một người đàn ông quá vợ từ 5 năm trước, giàu có nhưng vô cùng nghiêm khắc. Ông ta còn có hai đứa con vô cùng nghịch ngợm. Ban đầu, mối quan hệ giữa Puvin và hai đứa con riêng của chồng vô cùng căng thẳng nhưng dần dần trở nên thân thiện. Cô đã nỗ lực hết mình để đưa bọn trẻ và cha chúng xích lại gần nhau hơn. Biến cố xảy ra trong một chuyến dã ngoại của gia đình. Vaibhav, anh trai cùng cha khác mẹ của Virendra, đã cưỡng hiếp Vijay, em gái của Puvin. Tiếp theo đó, một loạt các sự cố diễn ra khiến Virendra mất lòng tin đối với Puvin, nghi ngờ cô âm mưu phá hoại tình cảm anh em của họ. Tuy nhiên,
Kuvin đã thành công trong việc vạch trần những việc làm của Vaibhav. Tức giận vì em trai không đứng về phía mình, Vaibhav quyết định phục thù bằng cách thuê sát thủ bắn Virendra, nhưng may mắn được Kuvin cứu thoát. Sau đó, Kuvin đăng ký vào một trường cao đẳng để thực hiện ước mơ học cao hơn. Cô phải che giấu thân phận giàu có của mình để tránh bị chế giễu tại trường học. Sự thù ghét của người anh trai của Virendra vẫn theo đuổi gia đình cô, gây ra biết bao xáo trộn. Đỉnh điểm là sự xuất hiện của người vợ đầu Sasi của Virendra, người mà tưởng rằng đã chết từ 5 năm trước. Phải đấu tranh giữa việc bảo vệ che chở cho người mình yêu là Puvin, với sự xuất hiện trở lại của người vợ và người mẹ của các con mình. Virendra đã không thể tìm được cách giải quyết, còn Puvin thì cương quyết ly hôn. Puvin được sắp xếp để cưới người đàn ông khác. Nhưng Virendra, với tình yêu cuồng nhiệt dành cho Puvin, đã tìm mọi cách để không mất cô. Thế nhưng Virendra càng theo đuổi Puvin, cô càng chạy trốn khỏi anh. Trong khi đó, Virendra cũng đồng thời phát hiện ra rằng người vợ Sasi của mình cũng đã mang đầy giả tâm và âm mưu hãm hại Puvin suốt một thời gian dài nhằm chia rẽ anh và Puvin. Puvin rời khỏi nhà, thật không may, cô gặp tai nạn. 6 tháng sau, cô tỉnh lại nhưng lại mất trí nhớ. Liệu tình yêu của Virendra có mang cô trở lại với anh? Số phận Puvin sẽ thế nào trước những âm mưu của những người nhà của Virendra? Phim Cô Dâu bị bán phát sóng lúc 12 giờ 0 phút hàng ngày trên kênh THVL1, bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 năm 2022.